quan chức Nga nói lãnh đạo Đức và Pháp nên từ chức sau thất bại nặng nề. Kịch tính UAV Ukraine giải cứu binh sĩ bị thương nặng trong bụi cầy. Nga phá hủy xe tăng Abrams bằng đạn pháo thông minh Krasnopol M2. Quan chức Mỹ nói chiến dịch quân sự của Nga tại Kharkov đã bị đình trệ. Latvia biến ô tô tịch thu từ tài xế say rượu thành xe quân sự gửi cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden khó tái đắc cử nếu Ukraine gia nhập NATO. Xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 10 tháng 6, khi bình luận về kết quả sơ bộ trong cuộc bỏ phiếu tại Nghị viện Liên minh châu Âu EU, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử này và nên từ chức. Tại Pháp, Đảng Mặt trận Quốc gia theo đường lối cực hữu ước tính đã giành được khoảng 32% số phiếu bầu, trong khi Liên minh Ôn hòa của Macron được dự đoán chỉ giành được 15%. Kết quả này đã khiến Tổng thống Pháp phải tuyên bố một cuộc bầu cử quốc hội sớm. Tại Đức, Đảng Dân chủ xã hội của ông Scholz đạt kết quả tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ với 14% phiếu bầu. Trong khi đó, Đảng cánh hữu sự thay thế cho nước Đức AfD dự kiến sẽ đứng thứ hai với khoảng 15% số phiếu bầu, xếp sau Liên minh Trung hữu CDU-CSU được ước tính đã giành được khoảng 30%. Bên cạnh đó, Đảng Trung hữu Nhân dân châu Âu dường như vẫn là nhóm chính trị lớn nhất trong Quốc hội EU khi dữ liệu thăm dò ý kiến tiếp tục được đưa ra. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hứa sẽ xây dựng một pháo đài chống lại các thái cực của cánh tả và cánh hữu. Tổng hợp kết quả dự kiến của cuộc bầu cử, ông Volodin cho rằng ông Macron và ông Scholz đã thất bại lớn. Theo ông, thành tích đáng thất vọng của khối Macron là dấu hiệu cho thấy các chính sách của Tổng thống Pháp đã sụp đổ. Ông Volodin nói thêm rằng ông Macron đã thừa nhận điều này một cách rõ ràng bằng cách giải tán quốc hội. Trong khi đó, ông Volodin lưu ý, liên minh cầm quyền của ông Scholz đã mất đi sự ủng hộ của cử tri Đức khi phe đối lập yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ hoặc tổ chức bầu cử sớm. Ông Volodin nói, ông Macron và ông Scholz đang bám lấy quyền lực bằng chút sức lực cuối cùng của mình. Điều đúng đắn mà họ nên làm là từ chức và ngừng biến công dân của nước họ thành nạn nhân. Ông cũng lập luận rằng kết quả bầu cử dự báo ở Pháp và Đức là có thể đoán trước được, cho rằng chúng xuất phát từ sự trì trệ kinh tế, cuộc khủng hoảng người di cư và sự tham gia ngày càng tăng của các nước EU vào cuộc xung đột Ukraine, điều mà ông Volodin cho rằng là trái với lợi ích quốc gia của họ. Ngày 9 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video đạn pháo Krasnopol bắn trúng xe tăng Abrams gần Avdiivka cùng một chiếc Abrams lắp ráp lồng bị vô hiệu hóa tại làng Sokol. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kiếp pháo tự hành IS-19 MSTAS thuộc cánh quân trung tâm đã sử dụng đạn dẫn đường Krasnopol để phá hủy thêm một xe tăng Abrams ở khu vực gần Avdiivka. Khẩu đội 2F-19 MSTAS khai hỏa từ vị trí ngụy trang, trong khi máy bay không người lái UAV Orlan 30 chỉ thị mục tiêu cho quả đạn. Video cho thấy UAV Nga chiếu xạ mục tiêu bằng tia laser, cho phép hai quả đạn Krasnopol lao trúng xe tăng Abrams nằm bất động trên đường, gây ra những vụ nổ lớn. Địa điểm tấn công không được tiết lộ, nhưng dường như đây là xe tăng Abrams đã bị drone vô hiệu hóa trong cuộc tập kích hôm 6 tháng 6. Video thứ hai được truyền thông Nga đăng cùng ngày cho thấy một xe tăng M1A1SA nằm bất động tại làng Sokol thuộc tỉnh Donetsk. Xe tăng Abrams được lắp dòng thép trên tháp pháo và nhiều khối sắt phản ứng nổ. Nòng pháo chĩa vuông góc với thân xe, dường như bị tập kích trong lúc đang bắn phá khu vực do Nga kiểm soát. Theo báo cáo tổng hợp của Lustamu, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, ít nhất 10 xe tăng Abrams đã bị phá hủy kể từ khi loại khí tài này bắt đầu tham chiến hồi cuối tháng 2. Điều này cũng đồng nghĩa với quân đội Ukraine đã mất 1/3 tổng số xe tăng Abrams được Mỹ viện trợ. Làng Sokol nằm giữa thành phố Avdiivka và Pokrov ở tỉnh Donetsk, là mục tiêu tiếp theo của quân Nga trên mặt trận Ocheretino. Ngoài xe tăng Abrams, quân đội Ukraine cũng mất ít nhất 4 xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley quanh ngôi làng này trong vài ngày qua. Hồi giữa tháng 4 năm nay, Nga đã mở mũi đột kích chớp nhoáng và giành được làng Ocheretino, vị trí then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở tây bắc Avdiivka. Giới chuyên gia quân sự phương Tây ví đầy những lưỡi dao dài 8 km xuyên thẳng vào phòng tuyến Ukraine, trong đó mũi dao nằm ở giữa làng Ocheretino. Sau khi giành được Ocheretino, lực lượng Nga liên tục tìm cách mở rộng vùng kiểm soát và bảo vệ tuyến hậu cần.
kiểm soát thêm nhiều làng xung quanh. Ngày 10 tháng 6, Reuters đưa tin các lực lượng Nga dường như đã đạt được bước tiến lớn tại Chasovia, miền đông Ukraine khi bắt đầu tiến vào trung tâm thị trấn chiến lược này. Tờ Ukrainska Pravda dẫn lời các nguồn tin quân sự cho biết Nga đã kiểm soát được một quận ở Chasovia dọc theo con kênh chạy qua thị trấn. Chasovia được xem là cánh cửa giúp Nga có thể kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk và cả Donbass. Thị trấn này nằm trên một điểm cao có thể bao quát toàn bộ khu vực xung quanh, bao gồm cả thành phố Bakhmut. Từ Chasovia, lực lượng Nga có thể tạo bàn đạp để tiến đánh các thành trì còn lại của Ukraine ở Donetsk như Kramatorsk và Sloviansk. Cơ quan truyền thông Ukraine Ukrainska Pravda dẫn lời một nguồn tin quân sự và một blogger nói rằng lực lượng Nga đã bắt đầu giành được quyền kiểm soát một quận của thành phố dọc theo một con kênh. Nguồn tin Ukraine tiết lộ, trong tuần qua, đã có hơn 1.500 đợt pháo kích vào vùng ngoại ô Chasovia trải dài từ Bắc tới Nam. Theo nguồn tin, quân đội Nga đang sử dụng bom dẫn đường để dọn dẹp các khu vực dọc theo một con đường lớn. Cùng với sự hỗ trợ của tên lửa và máy bay không người lái, Nga đã bắt đầu đạt tiến và củng cố lực lượng. Về phần mình, cùng ngày, trong một bài đăng trên kênh Telegram, Sư đoàn Lính dù 98 của Nga viết, lực lượng Ukraine đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo các đơn vị của Nga không vượt kênh và kiểm soát các vị trí ở quận mới phía bên còn lại. Nga và Ukraine đều đăng tải đoạn video cho thấy binh lính đang tiến qua các khu vực gần như bị phá hủy của trung tâm thành phố và kiểm tra các tòa nhà. Lực lượng Nga đang dần giành được đà tiến trong các khu vực ở mặt trận miền đông Ukraine kể từ khi giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka vào hồi tháng 2 năm nay. Lực lượng này cũng đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kharkov phía đông bắc. Trong một bài phát biểu trực tuyến qua video mùng 9 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đề cập đến Chasovia, nhưng cho biết khu vực xung quanh thị trấn Pokrovsk phía tây nam vẫn là khu vực khó phòng thủ nhất. Ukraine từ lâu đã dự đoán trước một bước tiến của Nga trên chiến trường và tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết các lực lượng của Moscow đặt ra mục tiêu giành quyền kiểm soát Chasovia bằng mọi cách. Trong những ngày gần đây, Mỹ và hơn 10 đồng minh phương Tây, trong đó có Pháp, Anh, đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Các nước này về cơ bản cho Ukraine thực hiện các vụ tấn công xuyên biên giới với điều kiện chỉ nhắm đến mục tiêu quân sự mà Nga dùng để thực hiện các vụ tập kích Kharkov, đông bắc Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan mới đây xác nhận Ukraine đã sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Ông nói, Tổng thống Mỹ đã cho phép Ukraine đã thực hiện điều đó trên chiến trường. Theo quan điểm của Tổng thống Joe Biden, đây là hoạt động bình thường. Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng xác nhận Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công lãnh thổ Nga. Theo ông, những vũ khí này chỉ có thể được sử dụng để tấn công các khu vực của Nga gần Kharkov. Tuy nhiên, Washington cũng không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi tập kích cho Kiev. Thủ tướng Đức Olaf Scholz lên tiếng sau khi Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công xuyên biên giới. Đảm bảo hòa bình có nghĩa là chúng tôi ủng hộ Ukraine. Trước đó, chính phủ Đức đã do dự rất lâu về vấn đề này vì lo ngại việc vũ khí Đức xuất hiện trên lãnh thổ Nga có thể khiến Berlin bị coi là một bên tham chiến. Hệ thống tên lửa phòng không Patriot và hệ thống pháo mà phương Tây cấp cho Ukraine với tầm hoạt động khoảng 80 km có khả năng tấn công các mục tiêu của Nga. Năm 2013, Mỹ trang bị cho Ukraine hệ thống tên lửa Atak với tầm bắn 165 km. Một biến thể của hệ thống này thậm chí cho phép nó bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên tới 300 km. Chuyên gia chính trị quốc tế tại Viện Metis thuộc Đại học Bundeswehr, ông Frank Sauer cho biết, việc cho phép Kiev sử dụng những loại vũ khí này chứng tỏ Mỹ và Đức đã nhận thức được thực trạng xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo ông Sauer, trong một thời gian dài, các quốc gia đồng minh của Ukraine đã chứng kiến Moscow tiến hành chiến dịch ném bom hàng ngày vào các thành phố lớn của Ukraine, đặc biệt là Kharkov, từ không phận và các địa điểm gần biên giới. Ông Sauer phân tích, giờ đây Kiev có thể nhắm vào các sân bay, phá hủy các máy bay chiến đấu cũng như cơ sở hạ tầng như đường băng, qua đó giảm thiểu các cuộc tấn công của Nga. Ngoài ra, Atak cũng có thể tấn công các điểm tập kết của lực lượng mặt đất Nga. Chuyên gia này lưu ý thêm, nếu Nga buộc phải giảm sức ép tấn công lên khu vực Kharkov, Ukraine có thể tranh thủ bảo vệ các khu vực khác của mặt trận. Giáo sư chính trị kiêm chuyên gia nghiên cứu xung đột tại Trung tâm An ninh, Chiến lược và Hội nhập cấp cao, ông Andreas Heinemann-Grunder cho biết, Mỹ và Đức đã nhận ra rằng Ukraine phải được trang bị đầy đủ để đối đầu với Nga, nếu không họ sẽ thua. Các đồng minh phương Tây cho rằng Kiev không còn nhiều thời gian. Thứ nhất, Nga đang đầu tư ồ ạt vào ngành công nghiệp vũ khí và máy móc phục vụ chiến đấu. Thứ hai, nếu ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, Mỹ sẽ khó duy trì sức ủng hộ Ukraine. Thứ ba, Nghị viện châu Âu sắp có thêm thành viên vào tháng 6. Điều này có thể tác động đến chính sách của Liên minh châu Âu EU đối với Nga. Ngoài ra,
Theo ông Heinemann Gruner, nỗi lo ngại của phương Tây về khả năng leo thang hạt nhân của Nga rõ ràng đã giảm bớt. Ông cho biết, đối với tôi, có vẻ như phương Tây đã gửi đi những tín hiệu rõ ràng rằng họ sẽ không tha thứ cho một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine, đồng thời sẽ có hành động mạnh mẽ hơn nhằm vào các mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, hai chuyên gia, ông Sauer và ông Heinemann, đều cho rằng động thái của phương Tây đã quá muộn, không đủ để tạo ra bước ngoặt trong cuộc chiến. Ông Sauer nhận xét, các con đường tắt để có thể thay đổi tình hình trong chớp mắt hiện đều đã đóng lại. Tờ Business Insider mới đây đưa tin, việc Ukraine sáp nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ là đòn đánh mạnh vào những nỗ lực tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới. Nhà phân tích Leo Litcha thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu đánh giá, Tổng thống Biden đang cố gắng củng cố cam kết với công chúng rằng Mỹ sẽ không can dự trực tiếp vào xung đột Ukraine. Một hành động như vậy sẽ làm suy yếu cơ hội tái đắc cử của ông Biden. Ông Litcha nói thêm, không ai ở NATO và đặc biệt là ở Mỹ muốn phải thử nghiệm điều 5 của Liên minh. Điều 5 của Hiệp ước NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ một quốc gia thành viên nào là tấn công vào tất cả các quốc gia đó. Trong trường hợp Ukraine sáp nhập NATO, các thành viên khác phải có nghĩa vụ bảo vệ Kiev nếu nước này bị tấn công. Một cuộc khảo sát hồi tháng 2 năm nay từ Harry Pond và Viện Quincy cho thấy khoảng 70% người Mỹ muốn chính quyền Biden thúc đẩy Ukraine tiến tới đàm phán hòa bình với Nga càng sớm càng tốt. Trong khi đó, theo cuộc thăm dò của Reuters vào tháng 5 vừa qua, xếp hạng mức ủng hộ đối với ông Biden đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm. Chỉ 36% cử tri Mỹ tán thành cách điều hành của Tổng thống Biden tại Nhà Trắng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Time, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington chưa chuẩn bị cho việc Ukraine sáp nhập NATO. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng hòa bình cho Ukraine không có nghĩa là Kiev phải sáp nhập liên minh quân sự này. Ông Biden cũng thừa nhận rằng những hạn chế của chính quyền Kiev hiện khó có thể đáp ứng các yêu cầu sáp nhập NATO. Ông cho rằng các thỏa thuận an ninh song phương phù hợp hơn với Kiev lúc này. Trước đó, Ukraine đặt hy vọng vào bước đột phá về thời hạn thành viên tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Nhưng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, một thỏa thuận về việc Ukraine sáp nhập khối sẽ không được đưa ra thảo luận trong thời gian tới. Đặc phái viên Mỹ tại NATO Julianne Smith đã nhắc lại lập trường trên trong một tuyên bố vào tháng trước, nhưng hứa hẹn với Kiev một gói an ninh làm cầu nối cho các thành viên liên minh. Theo tờ Financial Times, việc thiếu tiến triển trong vấn đề thành lập NATO đang làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Ukraine. Khi hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào năm 2023 kết thúc mà không đưa ra khung thời gian cho Ukraine tiếp cận, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tức giận vì sự chậm trễ này. Chuyên gia Stefan Meister, người đứng đầu chương trình Đông Âu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức cho biết, việc thiếu bất kỳ cam kết viện trợ quân sự cụ thể nào cho Kiev sau năm 2024 sẽ phản ánh những thách thức hiện tại mà Ukraine cùng các đồng minh và sự chia rẽ trong NATO. Cả Mỹ và Đức đều lên tiếng phản đối việc Ukraine nhanh chóng sáp nhập liên minh. Hồi tháng 4 năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định Ukraine cuối cùng sẽ sáp nhập NATO, nhưng không đề cập thời điểm cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thậm chí còn thừa nhận trong phiên điều trần trước Quốc hội rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine đi ngược lại lợi ích quốc gia của Nga. Ukraine đã nộp đơn xin gia hạn trở thành thành viên NATO vào tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, liên minh quân sự này vẫn tránh chấp thuận đơn xin của Kiev, dù kết nạp liên tục thêm hai thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển. Ngày 9 tháng 6, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhận định, chiến dịch Kharkov của Nga đã bị đình trệ sau khi Mỹ dỡ một phần lệnh hạn chế đối với vũ khí viện trợ cho Ukraine. Ông tuyên bố, Kharkov vẫn đang bị đe dọa, song lực lượng Nga không thể đạt được bước tiến đáng kể trên thực địa trong những ngày gần đây tại tỉnh này. Động lực của chiến dịch Kharkov đã bị đình trệ. Mỹ đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga, nhằm hỗ trợ các hoạt động phòng thủ và phản công tại tỉnh Kharkov. Quyết định này được đưa ra sau một thời gian lo ngại điều này có thể dẫn đến việc NATO bị kéo vào cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga, ông Sullivan cho biết. Tổng thống Joe Biden cho rằng đây là điều bình thường, không hợp lý khi không cho phép Ukraine tập kích qua biên giới, nhắm vào vị trí Nga triển khai những khẩu pháo để tấn công họ. Ngày 7 tháng 6, Tổng thống Biden đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Paris và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. Trong bài phát biểu hôm 8 tháng 6, ông Biden cảnh báo rằng Nga sẽ không dừng lại ở Ukraine. Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau các cuộc đàm phán tại Điện Elysee, ông Biden nói, toàn bộ châu Âu sẽ bị đe dọa, chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Quân đội Nga đã phát động chiến dịch tại Kharkov vào ngày 10 tháng 5, trong khi tiếp tục tấn công trên nhiều khu vực dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km, đã được nhiều tiến bộ đáng kể và kiểm soát được nhiều khu dân cư. Ngày 9 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cánh quân Bắc Sever đã cải thiện tình hình dọc theo tiền tuyến
gây tổn thất về vũ khí và binh sĩ cho đối phương ở phía bắc tỉnh Kharkov. Lực lượng Nga đã đẩy lùi 7 cuộc phản công của 4 lữ đoàn Ukraine, khiến đối phương mất 225 binh sĩ, 7 xe cơ giới, 1 lựu pháo và 3 kho đạn. Tại mặt trận phía đông tỉnh Kharkov, các đơn vị thuộc cánh quân Tây Zapad đã giành được vị trí có lợi hơn và đánh tan các đội hình của 5 lữ đoàn Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Tổn thất của đối phương lên tới 400 binh sĩ, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 5 xe bán tải. Mới đây, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng việc bổ sung tân binh sẽ khiến quân đội Nga không thể thực hiện các hoạt động tấn công quy mô lớn vào mùa hè trên một số trục cùng lúc, vì các đơn vị dự bị mới sẽ không thể đóng vai trò là lực lượng xung kích cấp 1 hoặc cấp 2. Ngày 8 tháng 6, nhà quan sát quân sự Ukraine Konstantin Masovets cho biết một phần trong số 300.000 binh sĩ mà Nga huy động hàng tháng đang được điều đến mặt trận để thay thế và tăng cường. Nhưng các nỗ lực huy động này chỉ giúp tạo ra lực lượng dự bị chiến lược và hoạt động hạn chế. Theo ông Masovets, mỗi nhóm tác chiến của Nga nhận được trung bình từ 1.000 đến 1.500 binh sĩ thay thế hoặc tăng viện hàng tháng và có thể nhận được đến 2.000 quân nếu nhóm này chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công chuyên sâu. Với 6 nhóm binh sĩ Nga đang hoạt động trong và gần Ukraine, ông Masovets nhận định rằng các lực lượng của Moscow nhận được tổng cộng từ 6.000 đến 12.000 binh sĩ mỗi tháng. Báo cáo cho biết con số này không mâu thuẫn với các báo cáo từ Ukraine và Nga từ tháng 1 và tháng 4 rằng Moscow đang tuyển mộ 30.000 binh sĩ mới mỗi tháng, vì một phần lớn trong số này sẽ đảm nhận vai trò hỗ trợ chiến đấu và hỗ trợ phục vụ hoặc sẽ thực hiện chức năng chiến đấu sau khi được huấn luyện. Ngày 7 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tuyển mộ 160.000 quân mới vào năm 2024. Con số này phù hợp với thông tin cho rằng quân đội Nga đang tuyển khoảng 30.000 quân mỗi tháng. Theo nhận định của các nhà phân tích, trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã tận dụng thế chủ động trên tiền tuyến để áp đặt nhịp độ giao tranh ở Ukraine. Điều này dường như dẫn đến thương vong gần bằng hoặc thấp hơn một chút so với mức độ của lực lượng mới được tăng cường. Mặc dù vậy, các chuyên gia bổ sung rằng sự cân bằng giữa tổn thất và lực lượng mới khiến Nga không thể tăng cường đáng kể các hoạt động tấn công trong thời gian dài. Sự cân bằng này càng trở nên mỏng manh hơn khi xét đến tổn thất và việc hình thành lực lượng mới chỉ dành cho quân nhân Nga. Trong những tháng gần đây, ISVK đã quan sát các hoạt động tấn công của Nga dọc theo mặt trận và nhận thấy rằng lực lượng Moscow thường xuyên thay đổi nhịp độ tấn công với nhịp độ hoạt động thấp hơn để thay thế tổn thất. Sự sẵn có của tân binh có thể là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định của quân đội Nga trong việc thay thế các hoạt động tấn công cường độ cao bằng các hoạt động cường độ thấp hơn. ISVK ước tính, lực lượng dự bị cấp chiến lược và tác chiến của Nga khó có thể sẵn sàng hoạt động như lực lượng xung kích cấp 1 hoặc cấp 2 với khả năng tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn một cách hiệu quả. Báo cáo nêu rằng, nguồn dự trữ chiến lược và hoạt động hạn chế của Nga dường như không đủ để hỗ trợ các nỗ lực tấn công quy mô lớn, đồng thời trên nhiều mặt trận. Các chỉ huy quân sự Nga có thể sẽ phải chọn một hướng chính trong chiến dịch tấn công mùa hè nếu họ có ý định sử dụng nguồn dự trữ này. Trong hội thảo năng lượng tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, SPIEF mới đây, CEO hãng dầu hàng đầu Nga Rosneft cho biết các quốc gia Liên minh châu Âu EU đã chi hơn 630 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu khí đốt không phải của Nga trong 3 năm, tính đến năm 2023. Ông Sechin tiết lộ, số tiền mà Liên minh châu Âu đã chi để nhập khẩu khí đốt từ các nguồn không phải là Nga gần tương đương với các khoản đầu tư vào năng lượng xanh của khối này trong cùng thời gian. Giám đốc điều hành Rosneft chỉ ra rằng chi phí mà EU phải trả khi từ chối khí đốt Nga cao gấp 4 lần GDP của các quốc gia vùng Baltic và tương đương với tổng kinh tế của Thụy Điển và Ba Lan. Ông nhấn mạnh, số tiền này cũng bằng tổng chi tiêu khí đốt của EU trong 8 năm trước. Ông Sechin nhận định, chi phí năng lượng tăng cao đang ăn mòn lợi nhuận của các ngành sử dụng nhiều năng lượng như sản xuất thép, phân bón, hóa chất, gốm sứ và thủy tinh. Lãnh đạo Rosneft cho biết, sản lượng công nghiệp trong khu vực Đông Euro đã giảm kể từ giữa năm 2022. Ông chỉ ra rằng, 32% doanh nghiệp Đức có kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài do chi phí năng lượng tăng cao làm mất đi lợi thế cạnh tranh. Xuất khẩu khí đốt của Nga sang EU đã giảm do các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine, cũng như vụ phá hoại đường ống Nord Stream, tuyến đường chính dẫn khí đốt Nga tới châu Âu. Theo ước tính của Hội đồng châu Âu, năm ngoái, tỷ lệ nhập khẩu khí đốt của EU từ Nga qua đường ống đã giảm xuống còn khoảng 8% so với mức 41% năm 2021. Nga vẫn chiếm khoảng 15% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của EU, bao gồm cả khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Na Uy đã vượt qua Nga để trở thành nhà cung cấp khí đốt qua đường ống lớn nhất khu vực.
Bên cạnh đó, EU đang tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ và các nước khác. Tháng 5 năm nay, tờ Politico dẫn tài liệu dự thảo cho biết EU đang xem xét trừng phạt LNG của Nga. Biện pháp này không trực tiếp cấm nhập khẩu LNG từ Nga, nhưng sẽ ngăn các quốc gia thành viên tái xuất khẩu nhiên liệu này. Tháng 10 năm 2022, CEO Rosneft Sechin cảnh báo kế hoạch đầy tham vọng của EU nhằm loại bỏ năng lượng Nga sẽ khiến nền kinh tế của khối thiệt hại tới 11,5% GDP. Ông cũng cho rằng mức sụt giảm tiềm năng trong ngành hóa chất có thể lên tới 20-45%, trong khi sản lượng luyện kim có thể giảm mạnh 30-60%, vì đây là những ngành sử dụng nhiều năng lượng nhất. Hồi đầu năm nay, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết Đức đã mất lợi thế cạnh tranh sau khi từ bỏ nguồn cung cấp khí đốt Nga. Ông thừa nhận nền kinh tế đầu tàu của EU đang ở trong tình huống đặc biệt khó khăn vì nhập khẩu khí đốt từ Nga rất có lợi. Năm ngoái, ông đã cảnh báo Đức sẽ phải giảm bớt hoặc thậm chí ngừng sản xuất công nghiệp nếu thỏa thuận vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine không được gia hạn khi thỏa thuận hiện hành hết hạn vào cuối năm 2024. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ mong muốn Washington cho phép lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Phía Ukraine lập luận rằng lệnh cấm như vậy đã khiến thành phố thứ hai của Ukraine là Kharkov có nguy cơ bị ném bom xuyên biên giới và hạn chế khả năng giành lại lãnh thổ từ tay Nga. Tuần trước, dưới áp lực từ các đồng minh châu Âu, Tổng thống Mỹ Biden đã nhượng bộ cho phép Kyiv sử dụng vũ khí Mỹ chống lại các mục tiêu quân sự bên trong Nga, nhưng chỉ ở các khu vực sắp danh với khu vực Kharkov. Ở những nơi khác, việc sử dụng chúng vẫn sẽ bị giới hạn trong lãnh thổ Ukraine. Trong một bài phân tích trên Russia.org, tác giả Matthew Saville cho biết, việc nới lỏng các hạn chế sẽ mang lại lợi ích chiến thuật đáng kể cho Ukraine. Lực lượng của họ đã tấn công các mục tiêu ở Nga trong suốt cuộc chiến, nhưng những mục tiêu này diễn ra dưới hình thức các hoạt động phá hoại đầy rủi ro, hoặc các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái. Do máy bay không người lái của Ukraine hoạt động chậm và có trọng tải hạn chế nên các cuộc tấn công như vậy dựa vào số lượng tuyệt đối để đánh bại lực lượng phòng thủ và thường có hiệu quả hạn chế. Kyiv cần hỏa lực để có thể tác dụng nhanh chóng và ít cảnh báo. Bây giờ Ukraine đã có thứ đó và đã sử dụng nó để tấn công các mục tiêu ở Nga. Điều này sẽ làm phức tạp vấn đề đối với Nga và cung cấp một số cứu trợ ngay lập tức cho các lực lượng Ukraine. Chuyên gia Gideon Rechman cho biết trên tờ Financial Times rằng sở dĩ ông Biden chấp thuận để Kyiv dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga là do lo ngại rằng Ukraine đang dần thua trong cuộc chiến. Điều này cũng phản ánh thực tế rằng Mỹ và các đồng minh của họ đã bớt lo lắng hơn trước về việc đe dọa hạt nhân của Tổng thống Putin, khi họ đã nhiều lần ám chỉ rằng Nga và bản thân ông Putin lừa dối. Tuy nhiên, một số quan chức phương Tây vẫn lo lắng về ý tưởng vũ khí do phương Tây cung cấp tấn công lãnh thổ Nga. Họ lo ngại điều đó có thể khiến Moscow thực hiện những gì họ coi là phản ứng đối xứng liên quan đến các cuộc phản công vào lãnh thổ NATO. Theo tờ Washington Post, cần phải thận trọng trong tình huống này, chính quyền Biden có quyền áp đặt các điều kiện nghiêm ngặt về cách sử dụng vũ khí của mình. Mỹ sẽ không muốn những vũ khí này được triển khai trong các cuộc tấn công thiếu sản xuất, chẳng hạn như cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine nhằm vào các radar cảnh báo sớm của Nga giúp bảo vệ chống lại một vụ phóng hạt nhân nhầm lẫn. Song ở phương Tây, nhiều người có quan điểm ủng hộ Ukraine vẫn cho rằng việc cung cấp cho Kyiv phương tiện để ngăn chặn Nga ném bom vào dân thường ở các thành phố của Ukraine dường như hoàn toàn chính đáng. Theo quan điểm này, Kyiv nên được tự do sử dụng vũ khí ở các khu vực khác trong cùng những hạn chế. Đó là một rủi ro được tính toán rất đáng để giúp Ukraine đánh bại một hành động tấn công xuyên biên giới nghiêm trọng. Hãng tin Sky News dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho biết, ngày 9 tháng 6, một máy bay chiến đấu của Ukraine đã lần đầu tiên tấn công vào lãnh thổ Nga. Vụ tấn công khiến một trung tâm chỉ huy quân sự của Nga ở thành phố biên giới Belgorod bị hư hại. Nguồn tin tiết lộ, chúng tôi tiếp tục đánh giá thiệt hại của đối phương, song đây được xác nhận là một đòn đánh trực tiếp, lần đầu tiên quân đội Ukraine không kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Trong một diễn biến liên quan khác, nguồn tin quân sự Ukraine cho hay, tối 8 tháng 6, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào một tàu đổ bộ lớp Ropucha của Nga. Con tàu này mới di chuyển từ Biển Đen đến Biển Azov. Đây là con tàu thứ 5 trong tổng số 7 tàu đổ bộ lớp Ropucha của Nga bị đắm hoặc bị hư hại không thể khắc phục sau khi trúng hỏa lực của Ukraine. Nguồn tin cho biết, quân đội Nga vốn sử dụng các con tàu này để vận chuyển đạn dược và thiết bị đến thành phố Mariupol mà Moscow đã giành quyền kiểm soát ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, sau đó phân phối cho các đơn vị ở tiền tuyến. Cho đến thời điểm hiện tại, Nga chưa bình luận về thông tin này. Gần đây, Ukraine tăng tần suất tập kích vào trong lãnh thổ Nga, nhắm đến các mục tiêu như trung tâm chỉ huy quân sự, nhà máy lọc dầu. Các cuộc tập kích này chủ yếu sử dụng tổ hợp pháo và máy bay không người lái nội địa. Tuy nhiên,
trong bối cảnh Nga mở mặt trận mới ở Kharkov, đông bắc Ukraine. Hơn 10 quốc gia phương Tây đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Ngày 9 tháng 6, Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan xác nhận Ukraine đã dùng vũ khí được Washington viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, nội các Đức tuyên bố Ukraine có thể dùng vũ khí do Đức viện trợ để bảo vệ Kharkov khỏi các cuộc tấn công của Nga. Người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DIU, ông Andriy Yusov cho biết, theo đánh giá ban đầu, hai tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga đã bị phá hủy tại căn cứ đồn trú sau một cuộc tấn công của Ukraine ngày 8 tháng 6. Ông Yusov nói, chúng tôi đang tiếp tục thu thập, phân tích dữ liệu. Báo cáo sơ bộ cho thấy hai máy bay Su-57 của đối phương có thể đã trúng hỏa lực. Trước đó, trang Pravda dẫn thông tin từ DIU cho biết, ngày 8 tháng 6, quân đội Ukraine đã tấn công vào căn cứ không quân Akhtubinsk ở tỉnh Astrakhan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 600 km. Theo phân tích của DIU, ảnh chụp vệ tinh ngày 7 tháng 6 cho thấy tiêm kích Su-57 đồn trú tại căn cứ này vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ảnh vệ tinh chụp ngày 8 tháng 6 cho thấy ở khu vực này xuất hiện những hố lớn và vết cháy đen do tác động từ vụ tấn công. Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga, được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến. Theo các tài liệu quân sự của Nga, Su-57 có thể bay với tốc độ gấp đôi vận tốc âm thanh, độ cao tối đa khoảng 18 km và tầm hoạt động lên tới 2.900 km. Nga được cho là mới chỉ đưa 10 chiếc Su-57 vào biên chế. Ngày 9 tháng 6, Bộ Quốc phòng Anh cho biết ảnh chụp vệ tinh cho thấy 8 xà lan đã xuất hiện ở mạn phía nam cầu Crimea. Những xà lan này được cho là bắt đầu được bố trí từ ngày 10 tháng 5 và hoàn tất hôm 22 tháng 5. Theo Bộ Quốc phòng Anh, đây có thể là một trong những nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ kết cấu của cây cầu huyết mạch này. Bộ Quốc phòng Anh cho hay, những xà lan này được lực lượng Nga bố trí nhằm nỗ lực bảo vệ cây cầu và kênh vận chuyển, làm giảm góc tiếp cận của xuồng tự sát Ukraine. Báo cáo cho biết thêm, những rào chắn trước đây được lắp đặt nhằm bảo vệ cầu Crimea đã bị bão làm hư hại, do đó giảm hiệu quả phòng thủ. Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Crimea đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế vũ khí, đạn dược chính của Nga cho các lực lượng quân sự của nước này tại mặt trận miền Nam và miền Đông Ukraine. Hầu hết hoạt động vận chuyển binh sĩ và khí tài diễn ra thông qua cây cầu Crimea. Cây cầu dài 19 km nối đất liền Nga với bán đảo Crimea được khánh thành vào năm 2018 và trở thành cầu dài nhất châu Âu. Giới chức Ukraine nhiều lần cảnh báo tấn công cầu Crimea để cắt đứt tuyến tiếp tế của Nga. Hồi tháng 10 năm 2022, một vụ đánh bom trên cầu làm hai nhịp cầu Crimea sập xuống. Tháng 7 năm ngoái, một vụ tấn công bằng xuồng tự sát của Ukraine khiến một phần mặt đường trên cầu hư hại. Cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, cầu Crimea vẫn sẽ là một mắt xích quan trọng trong việc duy trì sự kiểm soát của Nga ở bán đảo Crimea và các lực lượng của họ ở miền nam Ukraine. Tuy nhiên, hiện nay gần như chắc chắn đây là một gánh nặng an ninh đáng kể đối với Nga. Gần đây lần đầu tiên kể từ chiến tranh lạnh, Đức đã cập nhật kế hoạch của mình nếu xung đột nổ ra ở châu Âu, trong đó các bộ trưởng viện dẫn mối đe dọa từ Nga. Trả lời phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin về phản ứng của Nga trước kế hoạch của Đức, ông Peskov cho rằng Đức luôn gặp phải những vấn đề lớn kể từ Thế chiến thứ hai và chính quyền Đức đang cố gắng chạy đùa, họ cần phải làm hài lòng Brussels, Mỹ và NATO. Ông Peskov kết luận, bạn có thể hình dung họ bị giằng xé như thế nào không? Và bây giờ họ đang nỗ lực ở nhiều cấp độ để đưa ra tuyên bố. Vì vậy, đây không phải là một vị trí dễ dàng đối với họ. Kế hoạch của Đức được nêu rõ trong tài liệu dài 67 trang, mô tả sự thay đổi toàn diện trong cuộc sống hàng ngày của người dân Đức khi xảy ra xung đột. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy Đức đã phải điều chỉnh chính sách an ninh và quân sự của mình sau cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Trong thời chiến, chế độ tòng quân bắt buộc sẽ được khôi phục vào những lao động có tay nghề trên 18 tuổi, có thể phải là một số công việc nhất định, như làm việc tại các tiệm bánh và bưu điện và không được phép bỏ việc. Các bác sĩ, nhà tâm lý học, y tá và bác sĩ thú y cũng có thể được điều động vào các vai trò quân sự và dân sự. Theo tài liệu, khẩu phần ăn cũng sẽ được quản lý. Trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung cấp thực phẩm, chính phủ sẽ dự trữ thực phẩm để cung cấp cho người dân một bữa ăn nóng mỗi ngày trong khoảng thời gian không xác định. Dự trữ liên bang sẽ bao gồm các loại thực phẩm như gạo, đậu và sữa đặc. Các tài nguyên quan trọng khác như xăng dầu cũng có thể được phân phối bằng phiếu nếu chúng trở nên khan hiếm. Ngoài ra, tài liệu cũng đề xuất các biện pháp bảo vệ dân sự, như chuyển đổi các ga tàu điện ngầm thành hầm trú ẩn tạm thời và chuẩn bị bệnh viện cho lượng bệnh nhân gia tăng. Khi thông báo về kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết đất nước cần được trang bị tốt hơn trước mối đe dọa từ Nga. Ngoài nghĩa vụ quân sự, công dân có thể bị buộc phải làm một số công việc dân sự nhất định, chẳng hạn điều dưỡng hoặc nướng bánh mì. Các bệnh viện sẽ phải chuẩn bị để tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết,
Các kế hoạch mới phản ánh các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng, ông tuyên bố. Việc bảo vệ tổng thể nước Đức là nhiệm vụ mà tất cả chúng ta, các tổ chức nhà nước và dân sự, cũng như mỗi người chúng ta phải đóng góp. Chúng ta cần một xã hội kiên cường có thể đối phó với những thách thức. Hôm 5 tháng 6, ông Pistorius cảnh báo các nhà lập pháp Đức rằng nước này phải chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột vào năm 2029. Ông cho rằng quân đội Đức cần được mở rộng, lý tưởng nhất là bằng cách yêu cầu không hoàn toàn miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Đức đã dừng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào năm 2011 và quân đội nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trang thiết bị. Một báo cáo của Quốc hội năm ngoái cho biết với tốc độ phục hồi quân sự hiện nay có thể phải mất nửa thế kỷ để củng cố lực lượng Đức. Đức và các thành viên NATO khác tuyên bố khối này phải đối mặt với mối đe dọa từ Nga nếu Moscow chiếm ưu thế trong cuộc xung đột với Ukraine. Trong bài phát biểu tại cuộc họp giao ban với các cơ quan truyền thông nước ngoài tại Saint Petersburg vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các chính phủ phương Tây đang viện dẫn những lo ngại vô lý để giúp duy trì quyền bá chủ toàn cầu của họ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp ông Sébastien Lecornu mới đây cho biết lực lượng quân đội của một cường quốc hàng đầu NATO, Pháp, sẽ chịu trách nhiệm đào tạo và cung cấp trang bị cho một lữ đoàn lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm khoảng 4.500 binh sĩ. Ông Sébastien Lecornu nhấn mạnh, việc xây dựng một đơn vị quân sự lớn như vậy đòi hỏi phải được đào tạo theo tiêu chuẩn chính quy, và lữ đoàn này cũng phải được trang bị đầy đủ để đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, trinh sát và pháo binh trong chiến đấu. Ông Lecornu cho biết, đây là lần đầu tiên quân đội Pháp cung cấp một sự hỗ trợ nhất quán như vậy. Theo thông tin, một lữ đoàn tiêu chuẩn với 4.500 binh sĩ Ukraine sẽ được quân đội Pháp huấn luyện toàn diện và cung cấp đầy đủ trang bị. Đồng thời, việc huấn luyện sẽ diễn ra tại Pháp, không phải tại Ukraine. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ chuyển giao 5 máy bay chiến đấu Mirage cho Kiev và sẵn sàng đào tạo phi công Ukraine để vận hành các máy bay này. Hiện tại, không quân Pháp vẫn nắm giữ 52 chiếc máy bay chiến đấu Mirage 2000D đã ngừng hoạt động nhưng được bảo dưỡng tốt. Những chiếc Mirage 2000D của Pháp có khả năng mang nhiều loại vũ khí hiện đại, kể cả tên lửa không đối không và không đối đất, đặc biệt là tên lửa tầm xa như Scalp EG phiên bản Pháp và Storm Shadow phiên bản Anh có thể được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Hơn nữa, chính phủ Pháp cũng có thể vận động một số quốc gia đang sở hữu loại máy bay này chuyển sang thêm cho Ukraine. Hiện tại, một số quốc gia như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Hy Lạp và Indonesia vẫn có trên 40 chiếc Mirage 2009. Con số tương đương biên chế của hai trung đoàn máy bay mà Pháp có thể mua lại để cung cấp cho không quân Ukraine. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Pháp khẳng định Paris vẫn kiên quyết với nguyên tắc không cho phép lực lượng Ukraine tấn công cơ sở dân sự của Nga, nhưng chấp nhận các hành động trả đũa chống lại quân đội Nga tại Ukraine. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, với các tuyên bố và sáng kiến của mình, bao gồm khả năng cử sàng viên quân sự tới Ukraine, Tổng thống Pháp đã thể hiện sự ủng hộ Kiev và sẵn sàng lôi kéo nước mình trực tiếp tham gia xung đột tại Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với kênh YouTube Dialogue Work, cựu đặc vụ CIA Larry Johnson cho biết, những tân binh của lực lượng vũ trang Ukraine có thể sẽ tử trận hoặc đầu hàng Nga trong cuộc giao tranh khốc liệt. Ông Johnson nói, khi bạn chỉ huấn luyện cơ bản cho các binh sĩ trong 15 ngày, họ sẽ gặp may nếu trụ được 2 ngày trên tiền tuyến. Trong nhiều trường hợp, họ sẽ thiệt mạng, một số đầu hàng Nga. Chuyên gia lấy ví dụ về cuộc phản công không thành công của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, Nga đã đè bẹp cuộc phản công của Ukraine nên phương Tây vẫn chưa nhận ra sự thật rằng chương trình đào tạo của họ còn thiếu sót. Chuyên gia Johnson kết luận, đây là công thức dẫn đến thảm họa. Cuối tháng trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết Ukraine mất hơn 35.000 quân, 2.700 vũ khí hạng nặng, trong đó có 290 xe tăng và xe bọc thép trong tháng 5 năm nay. Ông cũng lưu ý rằng các nước phương Tây bằng cách cung cấp vũ khí, chuyển dữ liệu tình báo và huấn luyện binh sĩ Ukraine khiến cuộc xung đột ngày càng leo thang và kéo dài. Trong khi đó, ngày 8 tháng 6, tờ New York Times đưa tin nước tăng lực đã trở thành đồ uống được nhiều binh sĩ Ukraine lựa chọn trong cuộc xung đột với Nga, bất chấp những lo ngại về sức khỏe. Theo nhiều binh sĩ Ukraine, đồ uống chứa nhiều đường và caffeine thường là cách duy nhất để họ vượt qua tình trạng kiệt sức cùng cực và chịu đựng thực tế khắc nghiệt ở tiền tuyến. Một lính trinh sát nói với New York Times rằng, buổi sáng khi thức dậy, tôi uống nước tăng lực. Khi tôi đi tuần tra, tôi uống nước tăng lực. Trước một cuộc tấn công, tôi uống nước tăng lực. Người này giải thích rằng nếu không có nước tăng lực, anh ấy sẽ không thể đi bộ quãng đường lên tới 7 km trong khi mang theo 40 kg thiết bị và hầu như bị thiếu ngủ, thiếu thức ăn trong 3 ngày. Một số binh sĩ nói với tờ báo rằng, họ thà mang nước tăng lực vào trận chiến hơn là bánh mì.
trong khi một số quân nhân phần lớn bác bỏ những lo ngại về sức khỏe liên quan đến việc tiêu thụ liên tục nước tăng lực. Một trung sĩ bộ binh Ukraine nói với New York Times rằng một trong những đồng đội lớn tuổi của anh ta, người bị bệnh tim và thường uống 10 lon mỗi ngày, được phát hiện đã thiệt mạng với nước tăng lực trên tay. Được biết, lượng tiêu thụ nước tăng lực cũng tăng vọt ở hậu phương. Họ cho biết nhiều người Ukraine sử dụng chúng để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa liên tục, lo lắng và thiếu ngủ. Theo New York Times, với việc đồ uống được vận chuyển ra tiền tuyến bằng xe tải, trở thành một loại tiền tệ tiền tuyến, thị trường đồ uống đang bùng nổ ở Ukraine. Các cuộc khảo sát cho thấy doanh số bán nước tăng lực ở Ukraine đã tăng gần 50% kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong những ngày gần đây, quân đội Ukraine đã gặp khó khăn khi quân đội Nga tiến vào Donbass và khu vực biên giới Kharkov. Trong đó, Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, bất chấp các quy định huy động gần đây đã được thắt chặt. Ngày 5 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính Ukraine đang mất ít nhất 50.000 quân nhân mỗi tháng, gấp 5 lần so với quân đội Nga. Cổng thông tin Thụy Sĩ Watson mới đây nhận định, khác với sự kỳ vọng của Tổng thống Ukraine Zelensky rằng tiếng nói của cộng đồng quốc tế có thể mang lại những kết quả có lợi cho Ukraine trong việc đàm phán hòa bình với Nga thông qua hội nghị dự kiến tổ chức ở Thụy Sĩ trong tuần tới. Những nhận định sát với thực tế đang cho thấy ông Zelensky sẽ sớm thất vọng. Ấn phẩm Watson viết, hội nghị về Ukraine ở Bukarest sẽ không mang lại kết quả. Có vẻ như sẽ không có thành tích lớn nào vào ngày 15 và 16 tháng 6. Điều này mâu thuẫn với hy vọng của Volodymyr Zelensky, điều mà ông đã bày tỏ trong chuyến thăm Bern vào tháng 1 năm nay. Theo tờ Watson, ông Zelensky phải đối mặt với những khó khăn lớn ở mặt trận và do nhà lãnh đạo Ukraine cần đạt được kết quả ít nhất là ở cấp độ ngoại giao. Tài liệu cho biết, tuy nhiên, có khả năng ông Zelensky sẽ sớm phải thất vọng bởi hiện nay mọi thứ đều chỉ ra kết quả chính xác của sự kiện này. Trước đó, ngày 7 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định sự kiện sắp tới không thể được gọi là hội nghị thượng đỉnh hòa bình vì nó không liên quan gì đến hòa bình. Thụy Sĩ sẽ tổ chức một hội nghị về Ukraine ngày 15 và 16 tháng 6 gần thành phố Lucerne, trong khu nghỉ dưỡng Bukarest. Khoảng 80 quốc gia đã xác nhận tham gia. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ không tham dự hội nghị. Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, thư ký báo chí Đại sứ quán Nga tại Bern, Vladimir Kholov cho biết Thụy Sĩ chưa gửi lời mời tham gia hội nghị thượng đỉnh và Moscow sẽ không tham gia trong mọi trường hợp. Theo ông, ý tưởng về một hội nghị hòa bình được ban tổ chức thúc đẩy mạnh mẽ là không thể chấp nhận được đối với Nga, vì đây là một lựa chọn khác để thúc đẩy một công thức hòa bình không khả thi, không tính đến lợi ích của Moscow. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc tìm kiếm các phương án giải quyết tình hình xung đột Ukraine mà không có sự tham gia của Nga là hoàn toàn phi logic và vô ích. Mới đây, trong bài phát biểu bên lề diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg SPIEF, Đại sứ Ấn Độ tại Nga Vinay Kumar cho biết kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Nga đã tăng gấp 3 lần và việc cân bằng thương mại là ưu tiên hàng đầu. RT dẫn lời Đại sứ Kumar nói rằng Ấn Độ và Nga nên tận dụng các cơ hội mới trên thị trường của nhau và tăng cường thương mại song phương bền vững. Ông Kumar nói, trong 5 năm tới, chúng ta sẽ mở rộng các lĩnh vực hợp tác về thương mại và đầu tư. Hai nước chúng ta có những điểm tương đồng lớn, lợi thế dân số của Ấn Độ, thị trường Ấn Độ, công nghệ và chuyên môn của Nga trong chế biến và sản xuất. Chúng ta cần xích lại gần nhau hơn và tăng xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga. Theo đại sứ, thương mại song phương đã tăng gần 3 lần trong 2 năm qua, với việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu năng lượng, phân bón và than từ Nga. Thương mại giữa hai nước đạt 65,7 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính, kết thúc vào tháng 3 2024 và tăng 33% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại của New Delhi với Moscow tăng 33% lên hơn 57 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2023-2024. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, thâm hụt thương mại đã tăng gấp 8 lần kể từ năm 2021-2022. Ông Kumar cho biết, cân bằng thương mại là ưu tiên hàng đầu của hai nước để duy trì đà tăng trưởng. Đại sứ nói, chúng ta cần giải quyết các vấn đề tiếp cận thị trường, khám phá các cơ hội mới cho hàng hóa Ấn Độ tại thị trường Nga, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến, phụ tùng ô tô và các mặt hàng khác. Ấn Độ cũng đang nỗ lực thu hút thêm đầu tư từ Nga vào lĩnh vực sản xuất. Một loạt công ty Nga đã thành lập cơ sở tại quốc gia Nam Á này, nhằm mục đích nhắm tới cả thị trường nội địa năng động và các nước thứ ba. Chính phủ Ấn Độ đưa ra chương trình khuyến khích liên kết sản xuất. Trong đó, các công ty trong và ngoài nước nhận được phần thưởng tài chính khi sản xuất ở Ấn Độ trong 14 lĩnh vực, bao gồm thép, thiết bị y tế, dược phẩm, chế biến thực phẩm, dệt may và máy bay không người lái.
cơ chế thanh toán bằng tiền tệ quốc gia đã được cải thiện và ngân hàng Nga, bao gồm SBER, VTP và các ngân hàng khác, nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của họ tại quốc gia Nam Á này. Logistics cũng trở nên nhanh hơn và rẻ hơn khi các công ty vận tải Nga thiết lập các dịch vụ đa phương thức mới giữa các cảng chính của hai nước, giảm thời gian vận chuyển từ hơn 45 ngày xuống còn 20 ngày. Phát biểu tại FPIEF, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Vladimir Ivilichev lưu ý, việc cân bằng hơn nữa thương mại song phương sẽ có thể thực hiện được sau khi Ấn Độ và Liên minh Kinh tế Á-Âu bao gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia ký kết Hiệp định Thương mại Tự do. Ông cho biết các cuộc đàm phán đã được bắt đầu từ nhiều năm trước và đang trong giai đoạn tích cực. Ấn Độ và Nga là hai thành viên của nhóm BRICS, bao gồm 10 thành viên. BRICS đang tiếp tục hướng tới mở rộng khối, kết nạp các quốc gia mới và khối này cũng đang xem xét thành lập đồng tiền chung BRICS để đối trọng với đồng đô la Mỹ. Ngày 9 tháng 6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết phương Tây đã nghe và hiểu những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về khả năng Moscow chuyển giao vũ khí cho các khu vực khác trên thế giới để đáp trả việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Lavrov nói, tôi chắc chắn rằng họ đã nghe thấy điều đó, tôi chắc chắn rằng họ đã hiểu điều đó. Vẫn có những người ở đó biết cách phân tích chứ không chỉ leo thang để làm hài lòng cử tri cấp tiến của họ mỗi ngày trước một chiến dịch bầu cử khác. Tôi nghĩ họ đã hiểu và sẽ đưa ra kết luận. Khi đề cập tới tín hiệu mà Moscow đang gửi tới phương Tây, nhà ngoại giao hàng đầu Nga cho biết, như họ nói đây hoàn toàn là một phản ứng cân xứng. Nếu họ trang bị vũ khí cho đối thủ của chúng tôi sẽ tự quyết định cách đáp trả những hành động đối đầu của họ. Ông Lavrov cũng phủ nhận tuyên bố chính thức của Paris rằng không có huấn luyện viên người Pháp nào ở Ukraine. Ông Lavrov nói thêm, hãy nhìn xem các đồng nghiệp người Pháp của chúng tôi đã trở nên tích cực như thế nào. Thủ tướng Pháp đột nhiên bắt đầu nói rằng Pháp không có huấn luyện viên ở đó. Điều này không đúng và họ biết điều đó. Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Washington sẽ không cho phép Ukraine tấn công Moscow và Điện Kremlin, Ngoại trưởng Nga nhận định, tôi rất khó bình luận về điều này, nhưng nếu ông ấy nói điều đó với một tâm trí và trí nhớ rõ ràng, đồng thời khoe khoang rằng ông ấy không ra lệnh tập kích Moscow, điều đó ngụ ý rằng họ có thể bắn phá những nơi khác. Theo ông, nhìn chung Ukraine đã tập kích những nơi khác, đề cập đến việc cách đây không lâu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được thực hiện, nhằm vào Moscow vào thời điểm bắt đầu cuộc xung đột. Ông Lavrov nhấn mạnh, sau đó không ai ngăn chặn được chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vì vậy, các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi không cần phải cố gắng tô vẽ hành vi của chính họ. Trước đó ngày 5 tháng 6, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho biết Nga đang xem xét các biện pháp bất đối xứng chống lại các nước viện trợ vũ khí cho Ukraine, tấn công lãnh thổ Nga. Chủ nhân Điện Kremlin nói, nếu ai đó cho rằng có thể cung cấp vũ khí như vậy cho vùng chiến sự để tấn công lãnh thổ của chúng ta, tại sao chúng ta không nên cung cấp vũ khí tương tự cho các khu vực đó trên thế giới, để chúng được sử dụng nhằm tấn công các địa điểm nhạy cảm của các quốc gia này? Gần đây, trong bối cảnh Nga giành ưu thế trên chiến trường, một số nước phương Tây trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Pháp đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các nước này vẫn đặt ra những giới hạn nhất định để tránh xung đột leo thang vượt kiểm soát. Ví dụ, Mỹ chỉ đồng ý để Kiev sử dụng vũ khí tấn công mục tiêu ở khu vực biên giới Nga, gần tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Pháp, Đức chỉ cho phép Kiev tấn công mục tiêu quân sự mà Nga dùng để phóng tên lửa, pháo kích vào Ukraine. Tổng thống Joe Biden cho biết, Washington chỉ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, giáp biên giới Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine được quyền sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự ở biên giới Nga, nơi Moscow dùng để thực hiện những vụ tập kích Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, chúng tôi không cho phép Ukraine tấn công sâu hơn 300 km vào Nga, và chúng tôi không cho phép tấn công vào Moscow, vào Điện Kremlin. Gần đây, Ukraine tăng tần suất tập kích vào trong lãnh thổ Nga, nhắm đến các mục tiêu như trung tâm chỉ huy quân sự, nhà máy lọc dầu. Các cuộc tập kích này chủ yếu sử dụng tổ hợp pháo và máy bay không người lái nội địa. Hãng tin Sky News dẫn nguồn tin quân sự Ukraine cho hay, ngày 9 tháng 6, một máy bay chiến đấu của Ukraine đã lần đầu tiên tấn công vào lãnh thổ Nga. Vụ tấn công khiến một trung tâm chỉ huy quân sự của Nga ở thành phố biên giới Belgorod bị hư hại. Trước đó, trang Pravda dẫn thông tin từ DEU cho biết ngày 8 tháng 6, quân đội Ukraine đã tấn công vào căn cứ không quân Aktobin ở tỉnh Astrakhan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 600 km. Người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DEU, ông Andriy Susuk cho biết, theo đánh giá ban đầu, hai tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga đã bị phá hủy tại căn cứ đồn trú sau một cuộc tấn công của Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích các nước phương Tây mà ông cho rằng ủng hộ Kiev, nhưng cũng lo ngại bất kỳ thất bại rõ ràng nào đối với Nga. Ông Zelensky chỉ rõ, chúng ta đang ở trong một tình thế vô nghĩa khi phương Tây sợ Nga sẽ thua trong chiến sự, và họ cũng không muốn Ukraine thua. Theo giới quan sát, đằng sau nhận định của Tổng thống Ukraine Zelensky là nỗi trăn trở của Kiev khi cuộc chiến chưa có hồi kết. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng phương Tây dường như lo rằng nếu Nga thua cuộc, điều đó sẽ dẫn đến các kịch bản địa chính trị khó lường trên thế giới. Ngay sau đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller đã nêu quan điểm thực sự của Washington trong cuộc chiến Nga-Ukraine rằng Mỹ muốn Moscow thua và Kiev chiến thắng. Tuy nhiên, theo Foreign Policy, trên thực tế, sự ủng hộ của phương Tây cho Ukraine và việc khối này muốn tránh rủi ro leo thang căng thẳng với Nga ngày càng trở nên mâu thuẫn với nhau. Hồi cuối tháng 4 năm nay, Ukraine và những bên ủng hộ nước này thở phào nhẹ nhõm khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thành luật viện trợ nước ngoài được chờ đợi từ lâu, cung cấp hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Đạo luật này được coi như chiếc phao cứu sinh cho Ukraine sau nhiều tháng Kiev liên tiếp đánh mất vị thế trên chiến trường vì thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí và nhân lực. Khi đó, NATO nhiều lần cảnh báo rằng bên nào không thể bắn trả sẽ thua trong cuộc chiến tiêu hao. Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận Ukraine sẽ thất bại nếu không có thêm viện trợ từ Mỹ. Chính vì thế, gói viện trợ mới của Mỹ đã mang lại cho Ukraine cơ hội phòng thủ và hy vọng phản công. Tuy nhiên, Foreign Policy nhận định, thách thức của Ukraine không chỉ là vấn đề nguồn lực. Trong khối phương Tây do Mỹ dẫn đầu có hai xu hướng đang ngày càng trở nên mâu thuẫn với nhau. Một mặt, Mỹ tuyên bố cam kết của Mỹ với Ukraine sẽ không suy yếu và Washington sẽ hỗ trợ cho Kiev miễn là còn cần thiết. Mặt khác, cả Mỹ và NATO đều tỏ ra thận trọng và thậm chí quan ngại về kịch bản một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, cường quốc quân sự quốc gia có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Nếu đánh giá riêng rẽ, hai mục tiêu trên đều rất hợp lý theo quan điểm của khối phương Tây, nhưng trên thực tế, việc cân bằng được chúng là một thách thức rất lớn khi càng ngày chúng càng đi lệch quỹ đạo với nhau. Khi cuộc xung đột mới nổ ra, phương Tây có căn cứ để tin vào chiến lược Ukraine của họ. Sau khi Nga không thể kết thúc được chiến dịch quân sự trong thời gian ngắn và Ukraine phản công giành lại nhiều khu vực từ tay Moscow, Mỹ và đồng minh tin rằng với sự hỗ trợ của họ, Kiev có lợi thế hơn Nga. Ngoài ra, phương Tây cũng tin rằng với hơn 17.000 lệnh trừng phạt áp lên Nga, các nỗ lực cô lập về ngoại giao và kinh tế, Moscow sẽ sớm phải nhượng bộ. Với niềm tin này, trong giai đoạn đầu xung đột, Mỹ vẫn cho rằng Ukraine có thể giành được chiến thắng mà phương Tây không cần phải leo thang căng thẳng quá mức cần thiết với Nga. Đó có thể là lý do trong những tháng đầu cuộc chiến, phương Tây không viện trợ vũ khí hạng nặng cho Ukraine vì lo ngại nó sẽ gửi thông điệp làm tình hình trở nên leo thang với Nga. Thế nhưng, có vẻ như những tính toán của phương Tây đã chật nhịp khi xung đột ban đầu phát triển thành cuộc chiến tiêu hao với năng lực quân sự vượt trội và khả năng lách qua các lệnh trừng phạt. Nga vẫn duy trì được khả năng chiến đấu, thậm chí năng lực sản xuất quân sự của Nga còn vượt trội hơn phương Tây khi Moscow có khả năng huy động tổng lực nguồn lực sản xuất. Sau đó phương Tây bắt đầu trở nên quyết liệt hơn trong việc viện trợ Ukraine từ xe tăng, hệ thống phòng không tối tân, tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, sự thận trọng của phương Tây đã khiến Ukraine bối rối khi họ thất thế trên tiền tuyến. Lý lẽ của Ukraine là viện trợ của phương Tây đến quá chậm. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Tổng thống Zelensky phàn nàn, mọi quyết định hỗ trợ chúng tôi đều được đưa ra muộn khoảng một năm. Hồi tháng 4 năm nay, Politico dẫn lời các quan chức quân sự Ukraine giấu tên cho biết có một xu hướng đáng tiếc là vũ khí phương Tây gửi cho Kiev quá chậm, đến mức chúng ta trở nên không còn phù hợp với tình hình chiến trường. Điều này khiến nhiều vũ khí dù hiện đại nhưng không tác chiến như kỳ vọng. Các quan chức Ukraine cho rằng, trong khoảng thời gian Kiev chờ đợi vũ khí phương Tây, Nga thường sẽ tìm ra chiến thuật nhằm bắt bài chúng. Có thể nói, thời gian chính là biến số gây bất lợi cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Ukraine càng chờ lâu, cơ hội phản công của họ càng trở nên khó khăn hơn. Gần đây, tư lệnh đồng minh tối cao của NATO, tướng Christopher Cavoli nhận định, Nga đang tái thiết quân đội của mình nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu của phương Tây, và quân đội của Moscow hiện đã lớn hơn trước khi cuộc chiến xảy ra. Bên cạnh đó, nền kinh tế Nga không sụp đổ,
hay lao dốc như những gì phương Tây suy nghĩ khi buông bức màn sắt gây áp lực cho Moscow. Nga dự kiến tiếp tục đà tăng trưởng trong năm nay, trong khi xã hội Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin vẫn duy trì được sự đoàn kết nhất định trước áp lực của phương Tây. Có thể đây chính là một phần lý do mà nhiều nước phương Tây lo ngại nếu Nga thành công ở Ukraine, Moscow sẽ không dừng lại. Điều này giải thích cho việc nhiều quan chức phương Tây trở nên cứng rắn hơn trong thời gian qua, với những phát ngôn chạm trực tiếp vào lằn ranh đỏ Nga đã vẽ ra trước đó. Theo nhận định của giới quan sát, trong lúc quân đội Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao, thì tình hình của Ukraine dường như đang trở nên lung lay. Thiếu vũ khí và đạn dược, Ukraine buộc phải nhượng bộ trên mặt trận, với việc Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể nhất kể từ tháng 7/2022 và Moscow được cho là đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào mùa hè. Tuy vũ khí của Mỹ đang được viện trợ, nhưng chúng sẽ cần thời gian để có thể được đưa ra mặt trận. Ngoài ra, một thách thức lớn hơn với Ukraine chính là thiếu nhân lực. Vũ khí có thể mất vài tháng để đưa ra chiến trường, nhưng việc tuyển quân, huấn luyện đưa ra tiền tuyến là nhiệm vụ đầy thách thức và khó có thể xử lý nhanh chóng. Giữa tình hình này, Ukraine thực hiện hàng loạt biện pháp như hạ tuổi huy động, gọi nhập ngũ các tù nhân nhằm giải cơn khát lực lượng. Trong khi đó, dù Mỹ đã thông qua gói viện trợ hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, nhưng việc Washington có tiếp tục viện trợ hay không lại là một vấn đề khác của Kiev. Theo cựu nghị sĩ Mỹ Adam Kinzinger, có một tâm lý tương đối phổ biến trong chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện tại, chính là lo ngại căng thẳng leo thang. Các chính trị gia theo xu hướng này thường lo ngại rằng bất kỳ sự gia tăng hỗ trợ nào cho Ukraine đều nguy cơ dẫn tới Thế chiến thứ ba. Nga vốn được xem là cường quốc quân sự, có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới và hàng loạt các vũ khí không thể cản phá. Việc Mỹ và phương Tây không muốn bước qua lằn ranh đỏ của Nga là một điều không khó hiểu. Thời gian qua, cách mà cuộc chiến có thể kết thúc là điều đang gây ra tranh cãi. Các chuyên gia địa chính trị thường xuyên nhấn mạnh rằng, để cuộc chiến khép lại, hai bên sẽ cần đàm phán. Tại phương Tây, có hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên cho rằng, nếu đàm phán là điều không thể tránh khỏi, thì các bên nên ngồi vào bàn thương lượng sớm hơn, là chờ chiến sự ngày càng phức tạp và rủi ro ngày càng cao. Trong khi đó, một luồng ý kiến khác cho rằng, để đàm phán thì Ukraine cần phải thay đổi được cục diện và thế trận để không bị lép vế trước Nga. Phương Tây sẽ phải có vai trò hỗ trợ để Ukraine đạt được điều này. Dường như cũng chính vì điều này mà các nước phương Tây như Pháp, Anh, Đức và Mỹ bắt đầu nới lỏng quy định cho phép Ukraine sử dụng một số loại vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga. Họ không muốn Ukraine bị trói tay, không thể phản ứng khi Nga tấn công từ bên kia biên giới. Điều đáng chú ý, khi Nga đạt được đà tiến quá nhanh trên chiến trường trong thời gian qua, khi Moscow sản xuất vũ khí ngày càng nhanh và giá thành rẻ, phương Tây lo ngại Ukraine sẽ có thể thất thế nhanh chóng, sụp đổ dây chuyền trong cuộc chiến tiêu hao. Theo dữ liệu từ Brain and Company, Nga có kế hoạch sản xuất 4,5 triệu quả đạn vào năm 2024, trong khi Mỹ và các nước châu Âu có kế hoạch sản xuất 1,3 triệu quả đạn, ít hơn 3 lần so với sản lượng dự kiến của Nga. Nếu Nga duy trì đà tiến như vậy và phương Tây không hành động, Ukraine sẽ có thể đối mặt với một mùa hè không dễ dàng khi Moscow mở trận đánh lớn với tiềm lực quân sự áp đảo. Đó là lý do mà bất chấp Nga cảnh báo căng thẳng leo thang, phương Tây vẫn thực hiện các bước đi có thể chọc giận Moscow như cung cấp tên lửa tầm xa, cung cấp tiêm kích F-16, cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí viện trợ. Cựu nghị sĩ Mỹ Kinzinger cho rằng, một lý do quan trọng khiến phương Tây nới dần các bước có thể làm leo thang căng thẳng với Nga chính là việc Moscow trong hơn 2 năm qua đã nhiều lần phát đi cảnh báo cứng rắn. Nhưng khi NATO tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, kịch bản chiến sự giữa Nga và phương Tây vẫn chưa xảy ra. Theo ông Kinzinger, Nga đã sử dụng đòn tâm lý chiến với phương Tây để kiềm chế các đợt viện trợ của NATO cho Ukraine trong thời gian qua. Do đó, phương Tây vẫn thận trọng chiến lược, không tung hết các lá bài ra cùng một lúc vì lo ngại nó sẽ đẩy căng thẳng lên cao trào. Ngược lại, phương Tây đã từng bước một nới lỏng dần gói viện trợ cho Ukraine. Điều này đã khiến cho Ukraine phàn nàn rằng mọi quyết định của phương Tây hầu hết đều muộn hơn một năm so với những gì mà Kiev mong muốn, khiến Ukraine bỏ lỡ cơ hội. Bên cạnh đó, phía Ukraine vẫn kiên định giữ lập trường rằng Nga phải rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine, bao gồm cả Crimea, trước khi bất cứ cuộc đàm phán nào có thể nối lại. Đây là mục tiêu không dễ với tình hình chiến sự hiện tại, và Ukraine mong muốn phương Tây
phải viện trợ nhiều hơn nữa để họ đạt được mục đích. Tuy nhiên, thời gian qua, Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận hạt nhân và sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc diễn tập tương tự. Theo nhận định của giới quan sát, phương Tây hiểu rằng vũ khí hạt nhân không phải là trò đùa. Họ đã bước vào một canh bạc rủi ro khi cho phép Ukraine dùng vũ khí tấn công vào lãnh thổ Nga. Bước đi này sẽ cần có sự kiềm chế nhất định để không xâm phạm vào học thuyết hạt nhân của Nga. Nếu không, một kịch bản khó lường có thể xảy ra. Chính vì thế, Mỹ hiện chỉ cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga, giáp Kharkov để ngăn đà tiến của Moscow. Các vũ khí tầm xa hơn vẫn bị cấm sử dụng. Lý luận của Mỹ là Ukraine có quyền phản đòn khi Nga tấn công trước. Tuy nhiên, theo giới quan sát cho rằng, việc Mỹ nới lỏng hạn chế cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công vào Nga không phải là nhân tố thay đổi cuộc chơi, mà chỉ là một lợi thế bổ sung nhằm giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng thủ. Dường như đây chính là một nghịch lý mà Ukraine cảm nhận thấy. Từ các gói viện trợ của phương Tây, Mỹ và đồng minh hy vọng vào những đột phá của Ukraine trên chiến trường, đồng thời muốn tránh leo thang với Nga, nên có thể sẵn sàng kìm hãm Kiev bằng các hạn chế khác nhau. Những lon nước chứa đầy caffeine và mang nhãn hiệu thể hiện lòng yêu nước dường như đã trở thành liều thuốc thiết yếu cho những căng thẳng của binh sĩ Ukraine trong xung đột với Nga. Theo tờ The New York Times, vào mỗi buổi sáng, 16.000 lon nước tăng lực mới mang nhãn hiệu Volia rời khỏi dây chuyền sản xuất mỗi giờ tại nhà máy nước giải khát Mosinka, nằm sâu trong những khu rừng phía tây Ukraine, nơi xung đột hiếm khi chạm tới. Vài trăm km về phía đông, hướng về phía tiền tuyến, thùng làm mát tại các siêu thị nhỏ và trạm xăng chứa đầy Volia và một loại nước tăng lực khác, Bone, Master, Nonstop, Hell, Pitbull và Red Bull. Một binh sĩ Ukraine tự nhận mình bằng có biệt hiệu là Picho cho hay, vào buổi sáng khi thức dậy, tôi uống nước tăng lực. Khi tôi đi tuần tra, tôi uống nước tăng lực. Trước một cuộc tấn công, tôi uống nước tăng lực, binh sĩ Picho nói. Hãy để tôi giải thích với tư cách là một người trinh sát. Khi bạn phải đi bộ 3, 4 hoặc 7 km và bạn đang mang theo 40kg thiết bị, đổ mồ hôi, không ăn nhiều hay ngủ trong 3 ngày, nếu bạn không uống thứ này thì lấy đâu ra năng lượng cho hoạt động như thế? Hiện tại, Ukraine dường như đang trải qua thời điểm khó khăn nhất kể từ những tháng đầu của chiến dịch quân sự do Nga phát động cách đây hơn 2 năm. Các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn khi đối mặt với các cuộc tấn công liên tục của Nga trên khắp mặt trận dài gần 1.000 km. Theo The New York Times, kiệt sức do xung đột với Nga, binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến bị cuốn hút bởi một loại nước tăng lực có hàm lượng caffeine cao, được tiếp thị một cách khôn ngoan, trong đó có một số được sản xuất đặc biệt cho cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Doanh số bán hàng nước tăng lực ở Ukraine đang tăng mạnh, và loại nước uống này đã trở thành một trong số ít điểm sáng trong nền kinh tế Ukraine. Các loại mới và hương vị hấp dẫn liên tục xuất hiện với những tên gọi như Julie, Boss và Starker. Các công ty Ukraine tiếp thị loại đồ uống này để thu hút binh sĩ tiền tuyến và khơi dậy tinh thần chiến đấu của họ bằng cách gắn những nhãn hiệu, khẩu hiệu và cái tên thể hiện lòng yêu nước như Volia, mang ý nghĩa tự do và ý chí. Chiến dịch quân sự của Nga đã làm đảo lộn mọi khía cạnh của cuộc sống ở Ukraine, làm tăng nhu cầu về một lượng caffeine nhanh chóng mà không cần cốc cà phê hay túi trà. Và không chỉ có những binh sĩ muốn uống nước tăng lực. Phó chủ tịch công ty nước giải khát Kabers Ukraine, ông Taras Masipura cho hay, nhu cầu ngày càng cao của dân chúng về các nguồn năng lượng xuất phát từ các cuộc tấn công bằng tên lửa liên tục, sự lo lắng và thiếu ngủ. Chính vì thế, vào năm ngoái, Caspian, một công ty quốc tế lớn cũng bắt đầu sản xuất nước tăng lực ở Ukraine là pin. Ông Masipura cho hay, thị trường đang bùng nổ. Các cuộc khảo sát trong ngành cho thấy, ngay cả khi nền kinh tế đang gặp khó khăn với hàng triệu người Ukraine đã rời bỏ đất nước, doanh số bán hàng nước tăng lực ở Ukraine vẫn tăng gần 50% kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Những thương hiệu nước tăng lực bán chạy nhất là thương hiệu Ukraine, có giá thấp hơn như Nonstop và Pitbull. Những hàng nhập khẩu như Red Bull từ Áo, Monster từ Mỹ và Hell's từ Hungary cũng rất phổ biến. Một trung sĩ bộ binh Ukraine tên Bacha cho hay, một trong những người lính lớn tuổi của anh đã ngã xuống vào mùa đông năm ngoái. Đơn vị thắc mắc liệu sự ra đi của người lính lớn tuổi bị bệnh tim có liên quan đến thói quen uống 10 lon nước tăng lực mỗi ngày của ông hay không. Bacha cho biết thêm, người đàn ông được tìm thấy trong nhà vệ sinh với lon nước tăng lực trên tay. Trong khi đó, binh sĩ Picho đã bác bỏ những rủi ro đối với sức khỏe từ nước tăng lực. Binh sĩ Picho nói rằng, trước xung đột, anh là một nhân viên y tế, thích tập thể dục và là nhà vô địch taekwondo. Picho cho biết, tôi đã uống những thứ này từ năm 14 tuổi, không có vấn đề gì với nước tăng lực cả. Picho cho biết,
Hồi tháng 8 năm ngoái, khi bị thương nặng, anh đã tìm thấy một lon Burst. Sau đó anh đã uống lon nước này và cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Một số binh sĩ cho hay họ thích mang nước tăng lực ra trận hơn là bánh mì. Anton Filatov là một nhà phê bình phim trở thành quân nhân cho hay, nước tăng lực trong quân đội không chỉ là đồ uống mà còn là món quà phổ biến nhất. Theo The New York Times, công ty IDS Ukraine, chủ sở hữu nhà máy đóng chai Monsiska và thương hiệu Volia cho biết họ đang quyên góp tới 40.000 lon nước tăng lực mỗi tháng cho quân đội Ukraine. Ngày 9 tháng 6, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của Ukraine đã đăng video ghi lại quá trình lực lượng này giải cứu một binh sĩ tại mặt trận miền Đông. Người lính tên Dmytro được các thành viên lữ đoàn phát hiện khi họ đang triển khai thiết bị bay không người lái trinh sát làm nhiệm vụ tuần tra trên tiền tuyến. Vào thời điểm được tìm thấy, Dmytro bị thương nặng và đang ngẩn nấp bên trong bụi cây. Khi nhìn thấy UAV Ukraine, anh ra tín hiệu cầu cứu, lần lượt chỉ tay vào dây caro trên người và đồng hồ, ám chỉ bản thân không còn nhiều thời gian do vết thương rất nặng. Anh sau đó giơ thẻ quân nhân về hướng UAV để thông báo mình là binh sĩ Ukraine. Lữ đoàn 47 cho biết, nhờ tín hiệu từ UAV, lực lượng này đã triển khai thiết giáp Bradley tới giải cứu Dmytro. Video cho thấy, thiết giáp Ukraine tăng tốc đến vị trí bụi cây Dmytro ẩn nấp. Lính quân y bước xuống và nhanh chóng dìu thương binh lên xe. Sau đó, Dmytro cho biết anh đã bị lực lượng Nga phục kích, song vẫn bò được đến nơi an toàn và tự sơ cứu trước khi được UAV phát hiện. Sau nỗ lực giải cứu của lữ đoàn 47, binh sĩ này đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Đây không phải lần đầu tiên UAV Ukraine góp phần cứu sống binh sĩ đang gặp nguy hiểm. Hồi đầu năm nay, UAV của lữ đoàn Jaeger cũng đã phát hiện một người lính bị thương nằm cạnh thiết giáp khi làm nhiệm vụ tuần tra. Sau khi xác nhận đây là binh sĩ Ukraine, tổ trinh sát đã điều khiển chiếc UAV quay trở về để chuyển một chai nước đựng trà nóng cùng bật lửa, đèn pin đến cho binh sĩ này. Trên chai nước có ghi chữ: "Bạn của tôi, hãy giơ tay nếu bạn có thể bò theo UAV." Vì không thể di chuyển nên người lính Ukraine đã không giơ tay lên. Sau đó, lữ đoàn Jaeger đã điều lực lượng tới giải cứu anh trong đêm. UAV là một trong các vũ khí phổ biến nhất hiện nay trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Chúng có thể đảm nhiệm các vai trò như trinh sát, chỉ thị mục tiêu và đặc biệt là tấn công cảm tử. UAV góc nhìn thứ nhất mang đầu nổ có thể hạ xe tăng, thiết giáp chỉ bằng một đòn đánh vào vị trí hiểm yếu. Bên cạnh đó, UAV còn được sử dụng với một số nhiệm vụ đặc biệt như dẫn lối cho binh sĩ đối phương đầu hàng. Hồi tháng 2 năm nay, lữ đoàn xung kích sân cước độc lập số 10 Ukraine đăng video cho thấy binh sĩ Nga làm theo hướng dẫn của UAV do lực lượng này triển khai để đến vị trí đầu hàng. Những chiếc xe tải và ô tô con bị cảnh sát Latvia tịch thu từ tài xế say rượu đã được chuyển thành xe quân sự và gửi đến tiền tuyến cho quân đội Ukraine. Theo tờ Newsweek, sau khi sáng kiến chuyển xe bị tịch thu cho Ukraine được triển khai từ đầu năm nay, Latvia đã giao gần 1.200 phương tiện cho Kiev, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các nỗ lực quân sự và nhân đạo. Chính sách được Latvia ban hành vào năm 2023 cho phép tịch thu phương tiện của các tài xế bị phát hiện có nồng độ cồn trong máu BAC trên 0,15%, cao gấp 3 lần giới hạn quy định. Trong vòng 2 tháng đầu tiên luật được thực thi, hơn 200 phương tiện ở quốc gia Baltic đã bị thu giữ. Trước tình trạng số lượng ô tô bị tịch thu, chính phủ Latvia quyết định tặng lại cho Ukraine thay vì bán xe tại các cuộc đấu giá công khai. Người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Angenum, ông Renis Ponas cho biết, mỗi cuối tuần, chúng tôi giao khoảng 30-40 chiếc ô tô từ Latvia đến Ukraine. Nhóm Angenum đã đưa số xe này di chuyển quãng đường gần 2.000 km để giao chìa khóa cho người Ukraine. Theo đó, nhiều phương tiện được chuyển thành xe cứu thương, trong khi một số khác được quân đội Ukraine sử dụng ở tiền tuyến hoặc phục vụ công tác hậu cần. Angenum cho rằng mỗi chiếc xe được quyên góp có thể cứu được từ 10 đến 100 mạng sống. Nhóm Angenum cho biết nhu cầu cao với các loại xe bán tải có khả năng di chuyển nhanh và vượt địa hình. Ukraine còn muốn có xe tải đông lạnh để chở thi thể các binh sĩ, cùng xe tải cỡ trung và nhiều loại xe khác. Ngoài những chiếc xe bị tịch thu do tài xế say rượu, các phương tiện khác được cá nhân hoặc công ty ở Latvia quyên góp cũng đã được chuyển tới Ukraine. Hiện tại, nhóm Agendum đang tuyển thêm tình nguyện viên làm tài xế để thực hiện các chuyến đi từ trụ sở chính của tổ chức gần Riga đến Ukraine ít nhất 2 lần trên tuần và đi vào ban đêm qua Ba Lan. Trước đây, Latvia chỉ phạt tiền những người lái xe say rượu. Song kể từ cuối năm 2022, hành vi lái xe say rượu đã được xếp vào trọng tội và có thể bị phạt tù. Chính phủ Latvia hứa sẽ cung cấp cho nhóm Agendum hơn 20 xe mỗi tuần. Latvia từng thuộc Liên Xô cũ, nhưng nay là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu-EU.
Latvia là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine trong xung đột với Nga. Quốc gia Baltic cũng đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Kiev. Ngày 9 tháng 6, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Song-un, bà Kim Jo-jong đã lên tiếng cảnh báo Hàn Quốc sau khi Seoul dùng loa công suất lớn để trả đũa Bình Nhưỡng. Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Song-un cho biết, việc Hàn Quốc phát loa tuyên truyền và giải truyền đơn chống phá Bình Nhưỡng qua biên giới có thể dẫn tới một tình huống rất nguy hiểm, bà Kim cho biết. Các chính trị gia Seoul đang tạo ra một môi trường khủng hoảng mới. Họ đang cố tình hợp thức hóa các hoạt động thù địch thông qua kế hoạch lắp đặt loa phóng thanh gần biên giới và phát sóng tuyên truyền. Em gái của ông Kim Jong-un nhấn mạnh, Bình Nhưỡng dự kiến sẽ kết thúc việc thả bóng bay vào cuối tuần trước, nhưng rồi phải thả thêm nhiều bóng bay để đáp trả việc Hàn Quốc gửi truyền đơn chống phá Triều Tiên. Bà Kim nhấn mạnh, thực tế, việc thả bóng bay đáng lẽ đã kết thúc vào ngày hôm 9 tháng 6, nhưng tình hình đã thay đổi. Hành vi khiêu khích bằng loa phóng thanh của Seoul có thể là khúc xạ đầu cho một tình huống nguy hiểm. Nếu Hàn Quốc tiếp tục giải truyền đơn và phát loa phóng thanh, chúng tôi sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả mới. Cũng theo em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã thả khoảng 7,5 tấn giấy vụn trong 1.400 quả bóng bay vào cuối tuần. Nhưng chúng hoàn toàn là giấy lộn và không chứa thông điệp tuyên truyền chính trị. Bà Kim nói thêm, chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo Seoul tự kiểm điểm và dừng ngay những hành động có thể làm leo thang căng thẳng. Đây là động thái mới của Bình Nhưỡng sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc trưa ngày 9 tháng 6 tuyên bố bắt đầu lập lại hệ thống loa phát thanh công suất lớn chĩa thẳng về phía lãnh thổ Triều Tiên nhằm phát những thông điệp được cho là không thể chịu đựng với chính quyền nhà lãnh đạo Kim Song-un. Hội đồng này tuyên bố sẽ áp dụng những biện pháp mà chính quyền Triều Tiên không thể chịu đựng. Tuy nhiên theo họ, chúng cũng mang theo thông điệp của hy vọng và ánh sáng đến với binh sĩ và người dân phía Bắc. Quân đội Hàn Quốc cho biết, động thái trên của Seoul được sử dụng như một hình thức cuộc chiến tâm lý trong bối cảnh Triều Tiên vừa thả thêm một đợt bóng bay chứa đầy rác về phía Hàn Quốc vào đêm ngày 8 tháng 6, rạng sáng ngày 9 tháng 6. Ông Thạc Xin, 74 tuổi, nói thêm rằng ông sẽ trình diện các công tố viên vào ngày 18 tháng 6, nhưng ông không bận tâm vụ án này và sẵn sàng đấu tranh. Cựu thủ tướng khẳng định ông không xúc phạm hoàng gia và đã nhiều lần cam kết trung thành với chế độ quân chủ. Cuối tháng trước, Bộ Tư pháp Thái Lan tuyên bố truy tố ông Thạc Xin vì cáo buộc xúc phạm hoàng gia, vi phạm luật khi quân do nội dung ông trả lời trong cuộc phỏng vấn với tờ Chosun Ilbo tại Seoul, Hàn Quốc năm 2015. Khi đó, ông Thạc Xin nói rằng các ủy viên hội đồng cơ mật, cơ quan gồm các cố vấn cho quốc vương Thái Lan ủng hộ cuộc đảo chính lật đổ em gái ông là bà Yingluck Shinawatra vào tháng 5 năm 2014. Cáo buộc chống lại ông Thạc Xin do chính quyền quân sự trước đây của Thái Lan đưa ra. Cựu thủ tướng còn bị cáo buộc vi phạm đạo luật về tội phạm máy tính. Thái Lan là quốc gia áp dụng luật khi quân nghiêm khắc nhằm ngăn các hành vi xúc phạm vua và hoàng gia. Người vi phạm có thể đối mặt án tù lên tới 15 năm. Ông Thạc Xin về Thái Lan hồi tháng 8 năm ngoái và bị bắt ngay sau đó. Ông bị kết án 8 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực, nhưng được hoàng gia Thái Lan ân xá xuống còn 1 năm tù. Vài giờ sau khi chuyển tới nhà tù ở Bangkok, ông Thạc Xin nhập viện và được chuyển vào bệnh viện đa khoa cảnh sát. Sau 6 tháng điều trị tại bệnh viện đa khoa cảnh sát, hồi giữa tháng 2 năm nay, ông Thạc Xin được đặc xá trở về nhà. Nhiều cử tri tại bang chiến lược Nevada đã xem phán quyết có tội đối với ông Trump là lý do quan trọng khiến họ ủng hộ ông trong cuộc bầu cử. Theo đó, ngày 9 tháng 6, hàng nghìn người đã tập trung ở Las Vegas, bang Nevada để nghe cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu, bất chấp thời tiết nóng bức. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 9 tháng 6, nhiệt độ ở Las Vegas là 93 độ F, khoảng 34 độ C, trước khi tăng lên đến 3 chữ số vào buổi trưa. Sự kiện tại Las Vegas là lần đầu tiên cử tri Say Chan, 25 tuổi, tham gia một cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Cô Chan cho biết, động lực lớn nhất của cô xuất phát từ phán quyết có tội của bồi thẩm đoàn bang New York đối với cựu tổng thống vào cuối tháng trước. Cô Chan cho biết, thật nản lòng khi thấy nước Mỹ đang đi theo hướng này. Nếu điều đó có thể xảy ra với ông Trump, nó có thể xảy ra với bất kỳ ai khác, đúng không? Một người tham dự sự kiện ở Las Vegas tên Beth Martell cho biết, cô càng thêm quyết tâm sau khi ông Trump bị kết tội. Cô nói, tôi đã đóng góp cho chiến dịch ngay sau khi họ đưa ra phán quyết. Ngày 30 tháng 5, bồi thẩm đoàn New York đã tuyên bố ông Trump có tội với tất cả 34 tội danh liên quan đến việc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền che giấu thông tin bất lợi trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Thẩm phán New York Joan Merchan dự kiến sẽ tuyên án ông Trump vào ngày 11 tháng 7. Đối với những người ủng hộ trung thành nhất của cựu tổng thống, phán quyết này chỉ làm tăng thêm vị thế của ông trước tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ. Người tham dự sự kiện cùng gia đình Lindsay Elliott cho biết,
Tôi không quan tâm đến những gì xảy ra với ông ấy tại phiên tòa. Điều đó không làm thay đổi chút nào suy nghĩ của tôi về ông ấy. Tôi nghĩ phán quyết sẽ giúp ích cho ông ấy và tin rằng người dân Mỹ đã chán ngấy với chuyện vớ vẩn này rồi. Con gái 19 tuổi của Elliot, Mackenzie, đồng tình với mẹ. Cô cho biết, những gì đã xảy ra thật tệ, nhưng tôi tin điều đó sẽ khiến ông ấy mạnh mẽ hơn và khiến cử tri có động lực bỏ phiếu cho ông ấy hơn. Sự kiện tại công viên Sunset ở thành phố Las Vegas là cuộc vận động tranh cử lớn đầu tiên của ông Trump kể từ khi bị tuyên bố có tội. Nevada được coi là một bang chiến lược quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Trong bài phát biểu kéo dài gần một giờ, ông Trump đã chỉ trích ông Biden là Tổng thống tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông cũng bày tỏ lo ngại về hậu quả nếu không tái đắc cử vào tháng 11 sắp tới. Ông nhận định, nếu điều đó không xảy ra, các bạn sẽ đối mặt thế chiến ba. Nhiều người đã tham gia sự kiện tại Las Vegas để bày tỏ sự ủng hộ ông Trump, ngay cả khi họ không có quyền bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Cô Karen Hall, một người Chile sống tại Mỹ, là một trong số đó. Đối với cô, vấn đề nhập cư bất hợp pháp là rất quan trọng. Cô cho biết, tôi là người nhập cư và từng phải đợi rất nhiều năm để có được thị thực đến Mỹ hợp pháp. Tôi thấy khó chịu khi nhiều người nhập cư một cách bất hợp pháp vào đất nước này. Đó là lý do tôi ủng hộ ông Trump.